Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Trên tay mình đây đang là Ralph Lauren Polo 67. Vâng, nhiều người thì hay gọi là anh ơi review nước hoa của Polo đi, nhưng mà đây là Ralph Lauren nhá. Và tôi có đâu đó trên bàn bên kia đếm nhanh phải tầm 5 con Polo khác. Polo xanh, Polo parfum, Polo đỏ. Nhưng mà có dịp thì tôi sẽ tập hợp hết lại vào chung một cái video để có thể review cho các bạn. Còn ngày hôm nay thì nhân vật chính đó chính là Polo 67 đang có ở đây. Và chúng ta hãy xem mùi hương này có gì, và nếu như để sử dụng thì nó có phải là một chai nước hoa tốt tối ưu được nhiều dịp hay không. Bắt đầu thôi. Trước tiên thì mình phải nói với những người xem của mình, đây là chai nước hoa dành cho nam giới. Và cái thương hiệu Ralph Lauren Polo nó là một trong những cái thương hiệu mà tôi nghĩ rằng nó quá quen thuộc với những anh em nào làm văn phòng, làm nhà nước rồi. Tại vì những cái chiếc áo Polo ấy, tôi khẳng định luôn là trong tủ anh em kiểu gì cũng có một cái, ngó nhanh thôi là kiểu gì cũng phải một cái. Có nhiều ông có khi có đa sắc màu, mặc có khi một tuần không bị đụng hàng luôn. Và cái xu hướng của anh em mặc Polo thì đa phần đều là những anh em có xu hướng trẻ trung, vừa đáp ứng được cái yếu tố của lịch sự của văn phòng, vì không được mặc áo cổ, à không cổ đúng không? Và bên cạnh đó nếu mà mặc sơ mi thì nhiều khi nó bị lịch sự quá, già quá, nên là cứ Polo mà vã thôi. Đấy là một trong những cái mà tôi nhìn thấy ở ngày xưa, đã có một cái thời gian đi làm nhà nước thì tôi thấy như vậy. Và mùi hương của bộ sưu tập Polo này thì nó sẽ cực kỳ hợp, có sự đồng nhất với cái phong cách thời trang của thương hiệu Ralph Lauren của những chiếc áo Polo. Anh em nhiều khi kiểu có thể mua mà chả cần phải suy nghĩ luôn, cứ xem hình ảnh đại diện là quá đói. Cụ thể thì mùi hương của em nó như thế nào, khi các bạn sửa mới xịt mùi hương này ra thì các bạn sẽ thấy một cái tổ hợp trái cây. Ừ, trái cây, nhưng mà cụ thể trái cây nó như thế nào đúng không? Thì tôi sẽ có thể đưa ra các bạn một cái hình ảnh, đó là ông nào mà hay uống nước ép thì các ông cứ hình dung đó là người ta sẽ ép những cái quả dứa chín và những cái quả cam vàng kết hợp lại với nhau, nó sẽ ra một cái vai mùi ngọt và lẫn lộn những hương vị để cho các bạn đoán. Nhưng mà đa phần thì nó sẽ lên cái mùi dứa chín rõ hơn, và ở trong này thì các bạn nhận thấy một cái bay mùi nước kiểu cam chanh dứa, rất là ngọt, rất là nịnh mũi. Và cái phần top note của chai nước hoa này ấy, Polo 67 ấy, thì mình nghĩ rằng là thậm chí rằng là nó còn unisex. Nhưng mà sau khoảng tầm 15 phút thôi thì các bạn sẽ thấy mùi hương bắt đầu có sự biến chuyển. Nó bắt đầu có một cái độ the, một cái độ cay, và mùi hương nó có độ gằn hơn, và bắt đầu mọi thứ nó trở lên rõ rệt, dày hơn. Và lúc này thì cảm giác mùi hương này chính xác là một mùi dành cho nam giới. Và cái mùi hương này nó làm mình gợi nhớ tới những cái loại nước xả vải, nhưng mà không phải là hương hoa nhá, mà sẽ là kiểu hương trái cây. Và lúc này thì các bạn sẽ sử dụng nó để giặt đồ xong ngồi phơi đủ nắng, thì một cái mùi thoang thoảng rất là sạch sẽ, ngọt nhẹ, rất là dễ chịu xuất hiện. Và cái mùi hương này nó cũng sẽ kéo dài ở đâu đó cái khoảng ở thời gian khoảng tầm 2 tiếng ở trên da của các bạn. Và những cái gì mà các bạn nhận lại ở cuối cùng của Polo 67 đó chính là cái bay mùi gỗ lên rõ rệt hơn. Gỗ gần như nó làm chủ đạo, nhưng các bạn yên tâm rằng là nó không bị thô kệch, nó không bị quá là già kiểu như mấy ông kiểu Uncle Noah hay là Tere de Hermes, mà nó vẫn có cái vệ tinh bay mùi ngọt xoay ở xung quanh. Nên là cái mùi hương gỗ này thì nó tạo nên một cái sự trẻ trung, nó vẫn có phần lịch sự và có phần rất là thể thao nữa. Thì những cái gì mà Polo 67 mang tới thì nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Và cái vibe mùi kiểu của con Polo 67 này các bạn sẽ gặp ở trong rất nhiều những chai nước hoa tông mùi blue. Đấy, như kiểu YSL YDP, như kiểu Bleu de Chanel, hay là những cái con như kiểu Invictus của Paco Rabanne này, một vài cái vai mùi blue khác, thì các bạn sẽ ngửi thấy kiểu na ná nhau rất nhiều. Có một cái mình đánh giá cao ở trong bộ sưu tập Polo của Ralph Lauren đó chính là cái DNA của họ. Mình có ngửi con Polo phiên bản xanh parfum và một vài con Polo khác, thì mình thấy nó có một cái DNA chung làm xuyên suốt với nhau, chỉ là mỗi một phiên bản, mỗi cái flanker khác nhau, thì các bạn sẽ nhận thấy là nó đẩy vị ngọt lên nhiều hơn để tạo ra một cái mùi hương trẻ trung hơn. Hoặc là với những cái phiên bản đỏ thì nó đẩy gia vị, đẩy cái nét the lên nhiều hơn để tạo sự nam tính hơn. Hay là những cái bản màu xanh lá cây thì đôi khi là nó lại green hơn và nó lại có xu hướng già hơn. Thì mỗi một con thì nó sẽ chỉ có một cái sự khác biệt không quá rõ rệt, đâu đó 10-20% thôi. Thế nên là với cá nhân mình, sau những con mà mình thử ở trên bàn kia là có parfum, có những con màu đỏ,
thì cá nhân tôi thấy con 67 này là một con trẻ nhất trong bộ sưu tập đấy, và các bạn cũng sẽ chỉ cần nhìn qua về phần thiết kế thôi là cũng thấy là nó so với những cái con Polo cũ thì nó có phần trẻ trung hơn, có điểm nhấn hơn ở cái phần quai này này, xong rồi cái phần tem này nó cũng có phần độ trẻ trung bay bay hơn. Thì cá nhân mình thì mình thấy rằng là Polo là một trong những bộ sưu tập của Ralph Lauren mà làm cái xu hướng giữ được cái DNA đặc trưng, cũng như là có được cái sự xuyên suốt trong những cái sáng tạo về mùi hương có đồng nhất với thời trang. Nó giống như kiểu cái câu chuyện mà mình review con Lacoste ấy, mình đã làm ấy, thì mình bảo là các nhà designer họ luôn luôn biết cách để có thể đồng bộ hóa tất cả những cái mặt hàng họ bán để mang tới cho người tiêu dùng một cái phong cách xuyên suốt. Thì con Polo 67 này là một trong những con đúng như vậy. Nên là với mình ấy, thì mình nghĩ rằng là với những người dùng cơ bản cần một chai nước hoa nó đến từ một cái thương hiệu mà các bạn hâm mộ là Ralph Lauren, sơ mi của hãng này mặc cũng rất đẹp, tôi có hai cái liền, nên các bạn không cần phải lo là mùi nó có bị khó ngửi hay không. Về phần hiệu năng của em nó thì mùi hương của Polo 67 lưu ở trên da mình đâu đó khoảng tầm 5 đến 6 giờ. Đây là một cái trải nghiệm mặc dù tôi đã test rất nhiều ngày rồi nhưng mà nó chỉ xem khoảng đấy thôi. Đây có thể nói là một cái độ lưu hương mà với những người mới dùng nước hoa người ta sẽ không hài lòng. Nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi thấy là đây là một cái độ lưu hương dành cho mùa hè khá là dễ chịu, và nó sẽ sử dụng tốt vào cái thời tiết tầm đâu đó 35 độ lanh quanh, 36, 37 hoặc là thấp hơn thì nó sẽ càng tốt. Và cái độ tỏa hương của con Polo này thì nó ở trên tay mình thì nó sẽ tỏa tốt tầm 1 tiếng đầu và sau đó thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Thế nên là với mùa hè khuyến khích là nếu như các bạn muốn nó tỏa tốt thì các bạn hãy xịt vào những nơi mà có nhiều mạch máu là một này. Cái thứ hai là các bạn xịt tầm 4 shot đổ lên thì sẽ là ok nhất. Còn về cái phần phong cách của em này thì tôi cũng khuyến khích rồi, đó là với những thương hiệu designer, đặc biệt là thương hiệu Ralph Lauren mà bộ sưu tập còn tên là Polo luôn, thì các ông cứ mạnh dạn nhìn xem là người mẫu người ta quảng cáo về cái mùi hương này như nào thì các ông quất thôi. Còn không thì ở Việt Nam thì các ông cứ mạnh dạn sử dụng như tôi, như ở quần jean đi một chiếc giày thể thao Adidas này, xong rồi các ông mặc với một cái áo Polo, hoặc là các ông có thể mặc quần Âu rồi Polo Servin vào bla bla, kể cả mùi hương này mặc đi đánh golf được, mình thấy cũng rất là ổn với một cái vai mùi cực kỳ trẻ trung năng động. Độ tuổi thì mình nghĩ là từ loanh quanh khoảng tầm 21 22 tuổi đổ ra là các bạn hoàn toàn có thể mặc được em nó ở trong cái môi trường, nếu mà đi làm thì ở trong môi trường cũng nhiều các bạn trẻ nữa, thì đây là một con rất là ổn. Con này thì cũng thực sự là không giới hạn về độ tuổi, là phải là dưới 30 tuổi hay là dưới 40, con này các bạn mua tặng bố tặng mẹ cũng được. Đấy, không vấn đề gì cả, mùi hương nó không bị giới hạn về cái phần độ tuổi. Còn nếu mà kiểu muốn độ tuổi chi tiết hơn thì bạn có thể tìm con kiểu Polo đỏ để thứ thì tôi nghĩ là hợp với các bố hơn. Còn không thì đây vẫn là một trong những chai nước hoa mà cá nhân mình nghĩ các bạn có thể wear được hàng ngày, đổi gió thay vì là mua YSL YEDP ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở trong thời tiết nắng nóng ở trong miền Nam. Thì đây là một trong những con đánh giá rất là ok, đổi gió thôi, nó cũng không quá là mới mẻ đâu, nhưng mà dùng ổn, ở cái khoảng giữa nó còn có một độ mặn 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 cơ, khá là hay. Nhưng mà tùy hôm, không là nóng lắm thì bắt đầu lên cái độ mặn của vetiver, còn không thì những hôm mát thì không lên được rõ. Đấy, một vài chia sẻ của tôi về Polo 67. Thì không biết là các bạn muốn tôi làm review thêm những con nào nữa của cái thương hiệu Ralph Lauren trong bộ sưu tập Polo thì cứ bình luận ở bên dưới nhá. Còn hứa là sẽ làm nốt mấy con còn lại kia. Và đừng quên việc like, share, ấm nút theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.